Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, thông tin về ông và những mâu thuẫn xung quanh việc tranh chấp tài sản của những người thân trong gia đình vẫn luôn là đề tài nóng được đông đảo dư luận quan tâm, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Việc tranh chấp tài sản giữa Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Loan, con gái ông khiến nhiều người cám cảnh cho số phận người nghệ sĩ tài ba. Mặc dù đã nằm xuống, nhưng chưa thể yên nghỉ. Đáng chú ý, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các clip gọi hồn cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở Nghĩa Trang Hoa Viên, Bình Dương, gây bức xúc dư luận khiến Hồng Loan đau lòng. Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tràn lan clip áp vòng gọi hôn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên mạng sau ngày ông mất. Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và mẹ con Hồng Nhung, em gái Vũ Linh, Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh, sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời thu hút sự chú ý của công chúng. Việc tranh chấp tài sản giờ đây đã trở thành cuộc đối đầu pháp lý căng thẳng, khiến Hồng Loan chạnh lòng, xót thương số phận cha mình, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, một đời tài hoa, nhưng khi mất đi lại chưa hề có một phút giây yên nghỉ. Ngay sau ngày mất một vài ngày, mạng xã hội tràn lan các clip gọi hồn áp vong cố nghệ sĩ, khiến Hồng Loan không khỏi phiền lòng do các YouTuber, TikToker đăng tải. Một người dùng mạng xã hội từng chia sẻ clip một người phụ nữ được cậu Năm nhập. Khi vong lên, người phụ nữ nói cậu Năm năm nay 66 tuổi, nhà ở Bình Chánh. Khi có người kêu công an tới, lúc này vong xuất liền và người phụ nữ mắt láo liền bỏ đi. Một clip khác quay cảnh một phụ nữ đứng ngay mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, múa tay hét lớn, ta là Võ Văn Ngoan, năm nay 58 tuổi, ý lộn 66 tuổi, cho ta gặp Hồng Loan, con gái ơi gặp ba đi Hồng Loan ơi. Xin quý vị khán giả cho tôi nói một điều, chính cái xác này tôi đã nhờ lâu lắm rồi nhưng chưa có lên, hôm nay nhờ cái xác này mà tôi biết được nhiều người dân yêu mến tôi. Hàng trăm YouTuber, TikToker đứng la ó, gieo hò đuổi người này ra ngoài. Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi mộ, nhưng người này và một người khác vẫn la hét, nói cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn muốn lên. Người phụ nữ này tiếp tục hét to, hồi nãy cậu run quá nên nói lộn tuổi, tôi muốn gặp Hồng Loan để xin được vào nhà. Mấy tháng nay bà không được vô nhà, tôi chỉ nằm trên mộ. Lý do tôi không được vô nhà là do ngoài cửa luôn có hai người canh. Tôi là người nghệ sĩ, là cây cổ thụ này quá lớn, còn cái xác này là nhỏ bé. Tôi mong muốn người dân tin cái xác này. Trong một clip khác, một phụ nữ, người liên tục co giật, nói ngập ngừng. Hôm nay tôi lên được, tôi mừng quá. Một người khác nói đệm vào, chưa khai khẩu nên chưa nói được, thì người này liên tục gật đầu. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, nay là Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc ổn định trật tự trị an xã hội, không thể để tình trạng này kéo dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hiền Triết, Tổng Giám đốc Hoa Viên Bình Dương cho biết số lượng người đến mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không nhiều, lâu lâu mới có một vài YouTuber đến mộ cố nghệ sĩ quay clip rồi chế lại đăng lên mạng xã hội để câu view, câu like. Nghĩa Trang Hoa Viên đã liên hệ với gia đình để xem xử lý thế nào, tuy nhiên phía gia đình cũng không có ý kiến gì. Gia đình không cấm sao mình cấm được, rồi lỡ gia đình lại kiện mình thì sao? Mà nói gọi hồn là không đúng vì lâu lâu có một vài người đến múa may, ca hát om sòm như cho hề vui vẻ để YouTuber quay lên mạng, xong rồi chạy luôn chứ không có tổ chức, không có quy mô và không có sự chuẩn bị trước gì hết. Nếu có bất kỳ hình thức nào liên quan đến mê tín dị đoan hay gia đình có ý kiến, chúng tôi sẽ dẹp ngay. Hiện gia đình vẫn tiếp nhận vật phẩm từ người hâm mộ rồi nhờ Hoa Viên giữ giùm nên chúng tôi khó can thiệp được. Sự việc cũng đang dần lắng xuống, ông Triết nói. Hãy để cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được yên nghỉ một cách đúng nghĩa. Cuộc chiến tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa dừng lại. Đây là một sự thật đáng buồn khi mà đáng lẽ công chúng nhắc đến tên của người nghệ sĩ mà họ yêu mến bằng những lời đẹp đẽ thì lại xoay quanh chuyện tranh chấp chưa đến hồi thắng bại của những người thân trong gia đình ông.
Ngày 26 tháng 10 năm 2023, tòa án đã có động thái mới khi tiến hành niêm phong số tài sản còn lại tại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Nhung cùng con gái là Hồng Phượng di chuyển đồ đạc ra khỏi địa điểm trên. Được biết, hành động trên của tòa án nhằm thu thập tài liệu chứng cứ cho quá trình tố tụng liên quan việc phản tố của bà Hồng Loan bị đơn trong vụ án tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mà nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tối ngày 26 tháng 10 năm 2023, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan đã có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ của bản thân với nghệ sĩ Hồng Phượng và mẹ là bà Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cụ thể, Hồng Loan khẳng định kiện tụng là giọt nước tràn ly giữa cô và mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Hồng Loan nói suốt nhiều tháng qua chịu nhiều áp lực, mệt mỏi. Các bài viết với nội dung như Hồng Loan là con nuôi Vũ Linh, bất hiếu, nói xấu cha, không chăm cha bệnh khiến chị bị nhiều người công kích. Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng, ngay lúc cha tôi vừa qua đời, lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng, Hồng Loan chia sẻ. Cô cũng khẳng định rằng luôn giữ im lặng trước những đồn thổi suốt thời gian qua. Vì tôi là con nên việc chăm sóc lúc bà bệnh mà đem kẻ ồn ào thì coi không được chút nào. Nhưng tôi càng im lặng người ta lại càng xoáy vào việc tôi bất hiếu, không chăm sóc cha. Tôi nghe bực lắm mà không biết phải xử lý thế nào, Hồng Loan nói thêm. Trước câu hỏi bản thân có thông cảm cho nghệ sĩ Hồng Phượng khi cô phải đón nhận làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng vì bản thân cũng từng trải qua cảm giác bị chỉ trích, Hồng Loan khẳng định trước nay cô luôn nhún nhường trước người chị em của mình vì cả hai là chị em lớn lên cùng nhau trong một ngôi nhà. Nhưng nay khi đã phải dẫn nhau ra tòa, đã phải mượn đến chuyện kiện tụng thì giống như giọt nước tràn ly, tôi và Hồng Phượng nay chẳng khác gì người dưng nước lã, Hồng Loan chia sẻ. Về những đoạn video clip có giọng nói của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói về việc Hồng Loan hỗn hào và từng lấy tiền của cha, từng chia sẻ trước đây, Hồng Loan khẳng định đó là một sản phẩm của cắt ghép. Vì nhân vật thực hiện clip này đang ở nước ngoài nên bản thân cô chưa nghĩ đến chuyện nhờ pháp luật xử lý. Nhưng với một số nhân vật đã từng lên tiếng bôi xấu danh dự của cô đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Hồng Loan đang nhờ đến pháp luật để giải quyết sự việc. Điều khiến Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thấy buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bêu dếu trên mạng xã hội. Bản thân tôi là người không biết ăn nói nên tôi cũng không biết giải quyết thế nào. Chuyện gia đình có đẹp có xấu, tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng, nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm, nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này, chỉ mong mọi thứ khép lại. Hồng Loan phủ nhận chuyện không chăm sóc Vũ Linh lúc ông nhập viện. Cô nói bản thân luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí khi sức khỏe của nam nghệ sĩ đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà. Hồng Loan tâm sự từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng. Tuy nhiên khi nhận tin nghệ sĩ Hồng Nhung kiện mình, cô cho biết sẽ theo hầu. Cô bày tỏ, tôi chỉ sợ ba buồn hoặc ảnh hưởng đến ba, còn mọi thứ tôi chịu được hết. Cũng trong diễn biến liên quan tối ngày 26 tháng 10 năm 2023, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan đã có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ của bản thân với nghệ sĩ Hồng Phượng và mẹ là bà Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cụ thể, Hồng Loan khẳng định kiện tụng là giọt nước tràn ly giữa cô và mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Hồng Loan nói suốt nhiều tháng qua chịu nhiều áp lực, mệt mỏi. Các bài viết với nội dung như Hồng Loan là con nuôi Vũ Linh, bất hiếu, nói xấu cha, không chăm cha bệnh, khiến chị bị nhiều người công kích. Hồng Loan chia sẻ, điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng, ngay lúc cha tôi vừa qua đời, lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng.
Cô cũng khẳng định rằng luôn giữ im lặng trước những đồn thổi suốt thời gian qua, vì là con nên việc chăm sóc lúc bà bệnh mà đem kẻ ồn ào thì coi không được chút nào. Hồng Loan nói thêm, nhưng tôi càng im lặng người ta lại càng xoáy vào việc tôi bất hiếu, không chăm sóc cha. Tôi nghe bực lắm mà không biết phải xử lý thế nào. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho rằng, những điều đó phá hủy hết tất cả di nguyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà khi sinh thời ông tối kỵ để thiên hạ bàn tán về cuộc sống đời thường quá sâu. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ, anh ấy là người ít chịu xuất hiện trước công chúng để nói về chuyện riêng tư, nhất là chuyện sẽ chia gia tài, dành phần của cải lại cho ai, nhất là kêu gọi từ thiện để giúp đỡ anh ấy. Nhưng rồi tất cả những đoạn clip ngắn chung quanh bàn tiệc gia đình, thậm chí khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nói khi cơn say ập đến, được lan truyền với dụng ý xấu. Hình ảnh đẹp mà ông nâng niu gìn giữ bị xóa tan trong cơn địa chấn mà quyền lợi đồng tiền đang dẫn lối. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện đau lòng nói, hãy dừng lại đi, hãy nghĩ về những cống hiến cao quý của Vũ Linh dành cho sân khấu mà dẹp bỏ cái tôi đang bị chi phối bởi nhà đất, bởi sự hơn thua trong từng câu nói. Bà khóc khi cho rằng mỗi ngày mở YouTube lại thấy biết bao câu chuyện mổ xẻ khai thác chung quanh gia tài của cố nghệ sĩ. Trong khi gia tài lớn nhất mà Vũ Linh để lại cho đời chính là tài năng, sự thể hiện tinh tế trong nghệ thuật ca diễn trên sân khấu cải lương mà có thể nói 60 năm nữa, san diễn vẫn chưa tìm được người xứng tầm thay thế. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện xúc động. Giới nghệ sĩ sân khấu ngại lên tiếng vì biết sẽ vô tình bị kéo về phe Hồng Loan hoặc Hồng Phượng khi mà những nghi thức cuối cùng trong tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa hoàn thành thì cuộc chiến được khơi mào. Với tên tuổi lớn, ông được công chúng yêu mến tiễn đưa đến tận nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Và nơi này sau đám tang đủ mọi góc độ được khai thác, được sáng tác vô tội vạ nhằm làm xấu đi vẻ tôn nghiêm, trang trọng, đáng lý phải được tồn tại chung quanh nơi yên nghỉ của một tài năng. Trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách đến viếng mộ người anh thân thương trong nghề, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm chóng mặt khi nghe những lời dẫn trong các YouTube rằng chị về để hợp sức với người con ruột là Hồng Loan nhằm đòi lại gia tài. Chị luận tội Hồng Phượng vì đã gửi tổng cộng 300 triệu đồng trong thời gian cố nghệ sĩ điều trị bệnh. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm xúc động, tất cả đều là những tin đồn thất thiệt, gây tổn hại danh dự, uy tín của giới nghệ sĩ chung quanh sự ra đi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xin hãy dừng lại, đừng làm những điều phỉ báng danh dự của nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã bức xúc nói về việc ngôi mộ vợ mình, cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, bị dẫm đạp, phá hư các chậu kiểng, rồi người đến viếng ngang nhiên bước lên ngôi mộ. Ông cho rằng việc thể hiện tình cảm với thần tượng không phải là điều sai. Là nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận được tình cảm, sự trân quý từ số đông công chúng là điều bình thường. Tuy nhiên, sau hơn 100 ngày mất, một bộ phận công chúng của sân khấu cải lương lại kém ý thức trong việc thể hiện tình cảm với nghệ sĩ. Bất cứ ai đến viếng mộ cũng đều bị hướng máy quay hình bằng điện thoại hoặc những thiết bị chuyên dùng tạo nên khung cảnh náo loạn. Họ ngang nhiên bình luận đủ chuyện, thêu dệt những điều sai sự thật và dẫn dắt dư luận đi sâu vào chuyện tranh chấp của người thân. Khi sự kém ý thức đó vô tình ảnh hưởng đến danh dự của người nghệ sĩ vừa qua đời. Bày tỏ trước mối nguy lâu dài, khi danh dự cha mình bị xâm hại, Hồng Loan đã mong muốn chính quyền nhanh chóng can thiệp, làm cho sáng tỏ những con số đằng sau sự kêu gọi ủng hộ để xây dựng mộ cho cha mình. Trên trang cá nhân của mình thời điểm đó, Hồng Loan đã viết, Hồng Loan xin phép được thông báo đến các cô chú, các bác, các anh chị khán giả trong và ngoài nước đã từng tham gia quyên góp cho việc xây mộ và quyên góp trong các buổi cúng thất qua hình thức ủng hộ hoặc chuyển tiền phúng điếu trong tang lễ của bà Hồng Loan, là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xin gửi các thông tin mà các khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, cô Vân Tiên, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị Kim Nga và anh Ngô Long Hồ, chồng Hồng Phượng và cả vợ chồng anh Sô, con nuôi của bà Vũ Linh, Đặng Dung và cô Liễu bạn chị Kim Nga và con cô Kim Thoa. Hãy gửi gấp các thông tin ấy để Hồng Loan nhờ đến chính quyền vào cuộc, nhằm có thể lấy lại danh dự cho bà Vũ Linh, để bà Vũ Linh được an nghỉ. Hồng Loan cũng cho biết từ trước đến nay cô chưa nhận sự hỗ trợ nào từ khán giả, tuy biết rằng số đông công chúng sẵn sàng giúp đỡ khi cô yêu cầu.
thậm chí với các nghệ sĩ thân tình, xem cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là thần tượng, chỉ cần cô nói rõ yêu cầu, họ sẽ đủ sức góp tiền xây mộ, thậm chí lo chu toàn tang lễ. Nhưng Hồng Loan cho rằng cô chỉ nhận tình cảm của họ, còn lại không nhận vật chất. Bởi khi sinh thời, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất ngại làm phiền mọi người. Những đồn đoán thị phi về dòng máu của Hồng Loan. Thời điểm sự việc kiện tụng tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa mới diễn ra, thì kết quả xét nghiệm ADN con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan, vẫn nhận về luồng dư luận trái chiều. Theo đó, ngoài việc vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng, em cháu ruột cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan còn bị nghi ngờ không phải con gái cố nghệ sĩ. Hồng Loan chia sẻ, cha tôi chưa từng đề cập đến chuyện này và tôi cũng chưa từng nghe về nó. Cho đến ngày cha qua đời, tôi bỗng dưng bị nói chỉ là con nuôi. Tôi muốn biết mình là con nuôi hay con ruột. Dù đã nhiều lần lên tiếng, nhưng sự việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng khẳng định đã thực hiện giám định ADN để xác minh Hồng Loan chính xác là con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, kết quả giám định chưa được công bố chính thức, nên dư luận còn khá nhiều nghi ngờ đồn đoán. Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, với tình nghĩa và mối quan hệ thân thiết với Hồng Loan, anh đã giúp cô thực hiện công đoạn xét nghiệm ADN để xác minh mối quan hệ gia phả cho Loan. Nam ca sĩ cho biết, việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thanh Mỹ hay Bình Tình, Vũ Luân không một ai biết. Như hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Không chỉ Nguyên Vũ, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng khá chắc chắn về kết quả xét nghiệm DNA của Hồng Loan. Từ những chia sẻ này, cư dân mạng ngầm hiểu Hồng Loan chính là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Phân tích DNA và Công nghệ Di truyền, bà Nguyễn Thị Nga, đối với trường hợp anh em xét nghiệm xem có cùng cha mẹ không thì chỉ cần hai người. Nhưng nếu là con gái nhận bố mà ông nội không còn thì cần làm xét nghiệm với ít nhất 4 người anh em của bố. Trong trường hợp cụ thể là cố nghệ sĩ Vũ Linh thì nên đưa cả 5-6 người anh chị em của ông Vũ Linh đến để lấy mẫu xét nghiệm với Hồng Loan. Như thế kết quả sẽ chính xác 99,9999%. Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga cho biết các đương sự cần đến trung tâm DNA để được lấy mẫu. Nếu ai ở xa có thể gửi 5 sợi tóc có chân tóc. Nếu chỉ xét nghiệm 2 người thì chỉ có 25% có khả năng tìm ra, chứ không phải 25% độ chính xác. Tôi đã làm việc với rất nhiều tòa án Hà Nội, tòa án thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện tụng cần có xét nghiệm DNA này nên hiểu rất rõ. Có trường hợp làm 4 người không ra nhiễm sắc thể mà phải lấy mẫu của cả gia đình và đến người thứ 5 mới ra kết quả. Lùm xùm xoay quanh việc tranh chấp tài sản thừa kế nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã xảy ra gần 1 năm. Dư luận vẫn thắc mắc câu chuyện là nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến những lùm xùm không đáng có đó. Mới đây nhất, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phân công thẩm phán Châu Thị Điệp giải quyết vụ kiện tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vụ kiện từng được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tiếp nhận, bà Nhung từng rút và bổ sung nhiều lần yêu cầu khởi kiện. Tiếp đó, bà Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy hồ sơ, tước quyền làm con nuôi, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của bị đơn Loan. Nguyên đơn cho rằng các giấy tờ này là giả mạo, cụ thể là các giấy tờ gồm giấy giao nhận việc nuôi con nuôi số 5, quyền số 1 và giấy khai sinh số 116, cùng do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan ngày 21 tháng 3 năm 1992. Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ việc. Hồng
Hồng Nhung đã thay đổi nhiều sau khi anh trai, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất. Vào sáng ngày 18 tháng 6 năm 2023, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan cho biết, bản thân chỉ muốn những ồn ào khép lại vì điều đó ảnh hưởng đến danh tiếng của cha mình. Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và mẹ con Hồng Nhung, em gái Vũ Linh, Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh, sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, thu hút sự chú ý của công chúng. Luồng dư luận trái chiều xoay quanh sự việc này khi người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong câu chuyện này là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Khi còn sống, ông có một cuộc đời rực rỡ với tài năng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhưng khi vừa nằm xuống, những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình khiến cho nhiều người yêu mến ông thấy tiếc nuối. Chia sẻ với truyền thông, Hồng Loan cho biết mọi chuyện xảy ra không ai muốn và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay, lời qua tiếng lại và bây giờ cả đơn kiện tụng ngoài tòa. Tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi được ra đi yên lòng. Bên cạnh đó, thời điểm đó Hồng Loan cũng cho biết mâu thuẫn với Hồng Phượng thì không có nhiều, nhưng tôi cảm thấy không an toàn khi có gia đình cô Sáu và Hồng Phượng ở cùng. Trước 49 ngày của ba, cô Sáu đem rất nhiều thứ mê tín dị đoan về nhà, nên tôi thấy cái đó rất là sợ, tạo áp lực cho con cháu trong nhà rất nhiều, nên tôi bắt buộc phải mời gia đình cô Sáu ra khỏi nhà. Hồng Loan còn mời hai người anh em họ để làm chứng cho những lời mình nói. Những người này xác nhận rằng thời gian gần đây tính cách của cô Sáu thay đổi nhiều, thường xuyên gây sự với mọi người trong nhà. Con gái Vũ Linh cũng nói thẳng rằng Hồng Phượng có nhiều điều không tôn trọng cô. Đơn cử như việc tự ý cho bên BH Media vào quay phim chụp ảnh trong đám tang để phát sóng mà không hỏi ý kiến cô. Hồng Loan bức xúc cho biết giọt nước tràn ly khiến cô quyết định mời mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà vì họ đi kể xấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi buồn nhất là ba tôi vừa mất mà đem kể xấu ba này nọ. Nếu có chuyện gì thì gia đình ngồi với nhau chứ đem ba lên mạng xã hội kể xấu thì tôi không chấp nhận được. Không còn tiếng nói chung thì xin mời gia đình cô Sáu ra ngoài để bình tĩnh lại, rồi sau này có thể ngồi lại với nhau. Hồng Loan cũng khẳng định thực tế cô không muốn để mẹ con Hồng Phượng ra đi tay trắng. Lúc đầu tôi cũng đề xuất bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng, chia cho anh em trong nhà của ba tôi. Đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại tôi nghĩ điều đó không cần thiết nữa. Vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu, bản thân tôi vẫn bình thường, muốn mọi người sum họp, lo hương khói cho ba. Nhưng mọi thứ không theo ý mình, gia đình cô Sáu lại này nọ nên tôi không muốn nữa. Cô cũng cho biết thêm sẽ dọn về nhà cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống để tiện việc hương hỏa cho cha cũng như sẽ làm ăn buôn bán tại nhà. Trước câu hỏi bản thân có thông cảm cho nghệ sĩ Hồng Phượng khi cô phải đón nhận làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng vì bản thân cũng từng trải qua cảm giác bị chỉ trích, Hồng Loan khẳng định trước nay cô luôn nhún nhường trước người chị em của mình vì cả hai là chị em lớn lên cùng nhau trong một ngôi nhà. Nhưng nay khi đã phải dẫn nhau ra tòa, đã phải mượn đến chuyện kiện tụng thì giống như giọt nước tràn ly. Tôi và Hồng Phượng này chẳng khác gì người dưng nước lã, Hồng Loan chia sẻ. Về những đoạn video clip có giọng nói của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói về việc Hồng Loan hỗn hào và từng lấy tiền của cha. Từng chia sẻ trước đây, Hồng Loan khẳng định đó là một sản phẩm của cắt ghép. Vì nhân vật thực hiện clip này đang ở nước ngoài nên bản thân cô chưa nghĩ đến chuyện nhờ pháp luật xử lý. Nhưng với một số nhân vật đã từng lên tiếng bôi xấu danh dự của cô, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Hồng Loan đang nhờ đến pháp luật để giải quyết sự việc. Trong buổi gặp gỡ, Hồng Loan khẳng định những thông tin này không đúng sự thật. Chị thông qua luật sư cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự bản thân. Con gái Vũ Linh cũng mong muốn được cung cấp thông tin chính thống, xác thực đến các cơ quan truyền thông, tránh những điều sai lệch. Bà Nguyễn Tuyết Ngọc, luật sư đại diện của Hồng Loan, bày tỏ dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề, ảnh hưởng người trong cuộc. Tất cả thông tin diễn biến liên quan vụ án, nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo cho tới khi vụ án được giải quyết xong, bà Ngọc nói. Giữa ồn ào, Hồng Loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ, con gái Vũ Linh,
cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua. Chị hiện cơ bản ổn định cuộc sống, kinh tế để chăm sóc các con nhỏ và lo hương khói cho cha. Về thông tin đóng MV lấn sân sang nghệ thuật, Hồng Loan khẳng định bản thân không có ý định làm ca sĩ. Những lần cô tham gia đóng MV đều được các nghệ sĩ ngỏ lời mời và chỉ nhằm mục đích kỷ niệm. Hồng Loan hầu hết chỉ hát các ca khúc nổi tiếng của người cha quá cố. Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà, Hồng Loan nói. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.